Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì kênh của em á, là cập nhật từ những anh chị khán giả đã bình luận lên kênh, và em cập nhật từ tỉnh này sang với tỉnh khác luôn nha anh chị ha. Cái mức độ nó chính xác của nó khoảng đâu là tầm khoảng đâu 80% so với những cái app nha anh chị. Tại vì cái app á, thì nó chỉ đưa ra được cái giá niêm yết thôi, còn thị trường á, thì mỗi nơi là mỗi khác nha anh chị ha. Và tại sao em nói nó chỉ đúng khoảng đâu là 80% thôi? Tại vì anh chị lâu lâu sẽ có những anh cò ảnh chọt nha anh chị ha. Ví dụ như cái giá lúa mà từ tỉnh này qua tỉnh kia nó đang từ 7.500 cho đến 8.500 đúng không? Mà lâu lâu nó còn xuống 6.600 nè, rồi 6.700 nè. Thì đó là những anh cò ảnh bình luận vô nha anh chị ha, đặng em cập nhật. Nhưng mà bây giờ em cũng để ý nha anh chị ha, cái nào mà em biết cò chọt á là em sẽ nói cho anh chị khán giả biết luôn. Thành ra là anh chị khỏi phải hoang mang nha anh chị ha. Thì bữa giờ là em thấy là những anh chị ở bên Long An á nha, là chuyên gia là bình luận những cái giá thấp luôn. Thành ra là cái giá Long An bây giờ em thấy nó không có được cao so với những cái tỉnh khác. Tại vì cò ở bên Long An anh chị ép giá cực kỳ luôn. Còn những cái khu vực mà giá lúa cao nè, em kể cho anh chị nghe luôn nè. Tiền Giang là một nè, hai nữa là Kiên Giang nè, ba nữa là Sóc Trăng nè. Ba tỉnh này á là cái giá lúa nó khoảng từ 8.000 ăn lên nha anh chị ha. Bất cứ cái loại lúa nào từ 54, 51, rồi Đài Thơm 8, rồi VD20 bây giờ lên đến 9.200 luôn nha anh chị ha, rất là cao. Đó thì đó là vậy. Rồi em sẽ cập nhật về cái giá lúa cho anh chị cùng nắm ha. Thì ngày hôm qua thì em có cập nhật về cái giá lúa, là em nói là thủ tướng vào việc anh chị thì giúp cho cái giá lúa của mình lên á, là cái giá này biết nó là nó lên khoảng đâu là 400 đồng. Thì cũng có nhiều anh chị nói là bây giờ cái giá lúa thì nó lên thiệt, nhưng mà bây giờ là chủ vật tư nông nghiệp là lời trước. Tại vì sao? Tại vì khi mà thủ tướng á vào cuộc thì nâng cái giá lúa lên thì bắt buộc cái giá phân của mình thì nó cũng phải nó lên luôn. Và là cái thương lái cũng sẽ có lợi nhiều hơn nữa. Ví dụ như bây giờ lên 400 đồng hay là 1.000 hay gì đó đi, nhưng mà thật sự lái mà khi mà xuống dân á chị, người ta sẽ chê lúa này kiểu không đẹp, rồi lúa nó ướt hay gì đó không biết, các kiểu luôn, đặng người ta hạ cái giá thấp xuống. Và khi mà người ta bán cho cái doanh nghiệp anh chị thì người ta bán được cái giá cao, thành ra là lái nó sẽ được lợi nhiều nha anh chị ha. Rồi em cập nhật cái câu bình luận của một bạn là yêu nhặt vàng nè, ở Bến Cầu Tây Ninh nè, OM 18 là 7.400, Đài Thơm 8 là 7.300 nha anh chị ha. Và một bình luận của anh là Quang Hà 301, nó mình ở Bình Thuận, lúa đang 95 ngày tuổi, tầm khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu gặt mà chưa biết giá chính xác. Thì ở đây thì những anh chị nào ở Bình Thuận thì anh chị cập nhật giúp em ha, để cho anh Quang Hà ảnh cập nhật được. Nhưng mà giá hiện tại thời điểm bây giờ là trên 8.000 nha anh chị ha. Bất cứ cái loại lúa nào luôn, theo em cập nhật cái giá lúa nó chính xác luôn nha anh chị ha. Rồi thì bạn Nguyễn Thanh Thúy nói là mấy cái bình luận giá thấp là bị ép giá, là hai nữa là mấy anh cò ảnh bình luận nha anh chị ha. Đó thì chắc cú là vậy rồi. Hiện tại là lúa bây giờ thì bây giờ em thấy những như tỉnh như Kiên Giang nè, anh Tài Đặng là 8222 nè, ở Kiên Giang Đài Thơm 8 là 7.800 nè, ST24 là 8k, còn lúa Nhật là 7.600, mấy ngày nay vẫn vậy. Thì đối với cái giá niêm yết nha, cái giá niêm yết mà em cập nhật được á, là cái lúa Nhật bây giờ là 8.000 nha anh chị ha. Nhưng mà ở địa phương của mình á, thì nó khá là rẻ nha anh chị. Ở địa phương của mình á, thì nó chỉ có 7.600 thôi. Nè em cập nhật sơ qua là Đài Thơm 8 là cái giá niêm yết là 7.800 cho đến 8.000 nè, OM 18 là 7.600 cho đến 7.800 nè, IR504 là 7.200 cho đến 7.300 nè, Nàng Qua Chính là 7.500 cho đến 7.700 nè, lúa Nhật là 7.800 cho đến 8.000 nè, Nếp Long An là từ 9.500 cho đến 9.800 nha anh chị ha. Thì đó là cái giá niêm yết của sàn thôi, nhưng mà cái này á, thì nó cũng sẽ tùy vào cái tỉnh nữa nha anh chị ha. Rồi tiếp tục nè, em bình luận em thấy là anh user 6G nói là ở khu vực Đức Hòa Long An lái ép giá thấp nhất các huyện. Đúng rồi. Rồi tiếp tục nè, cập nhật lúa Nhật nè. Lúa Nhật thì nãy có một bạn là cập nhật là 7.600 nha. Rồi Đức Hòa còn lúa nhiều lắm, thì vậy là chắc ở bên Đức Hòa là lúa nhiều nên thành ra là nó rẻ nè. Rồi tiếp tục là nè, Trại Gà ở Kiên Giang này nè, ST25 2/3 cắt 8.200 ở vùng diện Kiên Giang. Anh user 3D là 5451 ở Đài Cú, giá bao nhiêu vậy anh? Thì anh chị nào biết thì cập nhật giúp em ha. Còn giá mà niêm yết của nó là hình như là 8.000 nha anh chị, 5451 nha. Rồi tiếp tục em sẽ bình luận tiếp nè. Rồi giá lúa ở thị xã Gò Công tầm 14 ngày nữa cắt thế nào? Ở thị xã Gò Công thì hiện tại là giá lúa là trên 8.000 luôn nha anh chị ha, tất cả các loại lúa luôn. Có những lúa VD20 là bây giờ là 9.200 rồi đó. Rồi anh Linh Tàu Hữu nè, 7610
ở Thoại Sơn An Giang 504 á, là lối mùng 5 cắt là khoảng đâu là 7.600 nha. Rồi anh cưa trần là lúa 6.600 là của mấy anh cò anh lái, đúng rồi đó anh cưa trần nha anh ơi, đúng rồi đó. Mấy lúa thời điểm này là không có dạng là 6.000 mấy đâu, 6.000 mấy là mấy ông nội cò ổng ép giá đó. Ở đây là em nói thẳng với mấy anh cò luôn, mấy anh ép cũng vừa vừa thôi, ép dụ như 100-200 đồng là đủ rồi, ép gì đâu cả ngàn luôn. 6.600, ở trong khi đó anh thấy em bình luận không, khán giả là bình luận lên luôn đó, chứ không phải là ấy nữa, từ 7.600 nè cho đến 8.000 mấy không à, ở đâu chọt vô 6.600. Rồi tiếp tục là bạn user 9R ha, mình ở Sóc Trăng XT24 là 8.500, được không anh? 8.500 là quá im nhanh ha, rất là ok luôn. Rồi nè anh tiếp tục là anh Giang Châu nè, Tây Ninh hôm nay là cọc là 3 tháng 2, OM18 là và Đài Thơm là 7.500. Rồi tiếp tục là em cập nhật của một câu hỏi của bạn Quyền Lê ha, là ở Bến Lức Long An là từ 7.300 cho đến 7.500 là lúa là nàng qua nha mọi người. Rồi tiếp tục là em cập nhật của bạn là Tuyền Bình Châu 6134 là Tuyền Bình là Vĩnh Hưng Long An OM18 Đài Thơm 8 thấp nhất là từ 7.700 cho đến 7.800, không lấy cọc trước 20 tháng giêng. Nó thì anh chị, như anh chị Long An nghe rõ ha, là từ 7.700 cho đến 7.800 nha anh chị, là thấp nhất luôn. Còn những cái ông mà bình luận mà 6.600 với 6.700 là do đó là cò nha anh chị ha. Đó. Rồi từ 20 tháng giêng về sau là từ 8.200 cho đến 8.300 một ký. Cá biệt có người trả được là 8.500 ký. Nay bà con đã bán xong ruộng cũng đã thu hoạch gần Tết. Lúa 2 vụ. Rồi ok. Rồi tiếp tục một bạn nói là mình ở Mộc Hóa Long An lúc trước là cọc 9.000, bây giờ còn có 8.400 mà chưa chịu cân nữa. Anh có số điện thoại của lái hay cò gì không cho mình xin số điện thoại. Rồi bạn Phong Lu nói nè, tôi ở Vĩnh Hưng đây, lái nào mua Đài Thơm 8 giá 8.200 chỉ tôi bán 50 ha. Trời ơi. Rồi ok, tiếp tục là anh user 9S ha, tôi tên Hải ở Tây Ninh, giống OM 380 trả được có 7.000, thằng vậy là coi chừng là bị ép giá ha, hoặc ở đây là mấy anh cò anh bình luận nè. Rồi anh là Võ Đình Công nè, Tây Ninh là lúa 504 và OM 380 là 7.100 trở lên nha mọi người. Bạn ở huyện nào, mình ở gần Phóng Rùi nè nên cũng không biết giá. Rồi OM 18 ở Long An chỉ có 8.000 rồi anh, mùng 5 thu hoạch, bạn user 95 ha. Rồi tiếp tục là em đọc câu bình luận của anh là doanh nghiệp Việt Nam trung thầu xuất khẩu, ai được lợi giá nông dân bị ép giá còn đừng vội mừng tin bọn chúng. Rồi Kiến Tường Long An là OM 18 là 7.700 nha. Rồi nay 8.000 rồi, nay 8.000 rồi nha bạn Cần Thanh nè. Nói chung vậy, giá thì mỗi nơi nó mỗi khác, thậm chí cùng một địa phương luôn á mà cái giá nó còn chênh lệch nha mọi người ha. Rồi bạn Bình Phước nói cảm ơn bạn đã cập nhật video vui vẻ nè. Rồi ngã năm Sóc Trăng Đài Thơm 8 là 7.900 quay đầu. Rồi một bạn nữa là cò lái ép giá rồi, mình ở phường 3 thị xã ngã năm bán là 7.700. Vậy là bạn bị ép giá nha. Rồi bạn là Hữu Tình nè, 7983 nè, Hòa Phú Dòng Vàng chịu 25 cò cho giá rồi, VT là 8.200. Rồi cảm ơn bạn luôn nha. Rồi tiếp tục là bạn user 9 gì nè, Mỹ Tú Sóc Trăng nè, Đài Thơm 8 là 8.500, 97 ngày cắt, 5451 là 8.300, 92 ngày cắt, OM 34 là 8.000, 90 ngày cắt. Rồi bạn có nói 8.000, tôi ở ngã năm Sóc Trăng không tới. Rồi ok mọi người nha. Đó. Em tiếp tục em cập nhật nè, ở xã Long Xuyên, chợ mới An Giang, lúa nàng qua là 8.000. Rồi một bạn là Quỳnh Thị Diệu ha, ở Kiên Giang lúa Nhật là 7.800. Rồi một bạn là ông do nè, Bà Rịa Vũng Tàu OM 18 là 7.000. Cái này sao giá nó có 7.000 là thấp quá ta. Cái này có chừng bị ép giá nha, không ấy là mấy anh cò anh bình luận lên nè. Chứ có 7.000 là thấp lắm, hồi nãy giờ người ta là 7.800 trở lên không à. Anh chị thấy là lâu lâu có một câu bình luận nó rớt xuống khoảng 7.000 vậy á, là anh chị là cũng biết ha. Rồi một bạn nói ở Mỹ Tú Sóc Trăng này OM 18 mùng 3 này cắt là 8.100 nè. Đó. Rồi một bạn là
Khanh Quốc nè, ở Sóc Trăng là ba OM 380 hiện tại là giá 7.300 nhưng chưa lấy, đúng rồi bạn ơi. Bạn đợi cái giá lúa bây giờ thì nó khoảng đâu tầm 7.500 đến 8.000 trở lên không á. Thì đó em cập nhật buổi sáng cho anh chị vậy ha. Rồi thì anh chị có câu hỏi nào đó thì anh chị cập nhật lên giúp em. Thì video buổi sau thì em sẽ cập nhật lên video tiếp tục nha. Em cũng xin được mến chào.